Xin chào các bạn. Đối với một số người vợ thì cái ánh mắt của họ khi nhìn về người thứ ba rực lửa lên và đầy hận thù. Và ai cũng có những cái lý đúng của bản thân mình về người đàn ông đã dành tình yêu cho họ như thế nào, cũng như là bảo vệ họ ra sao. Và bản thân họ cũng xác định ra rằng tình yêu của mình dành cho người đàn ông kia là hợp lý, là không sai, và họ có quyền chiến đấu cho tình yêu của mình, cũng như là có những người đã phải ra sức để giành lấy người đàn ông mang lại hạnh phúc cho mình, cũng như là họ xác nhận có người đàn ông đó, tức là họ có được niềm vui, thì họ sẽ sống và chiến đấu, cũng như là họ cần phải bảo vệ những cái điều thuộc về họ. Tiếp, do đó không thể nào có một cái đáp án riêng cho tất cả mọi trường hợp. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một câu chuyện, có thể nói là một câu chuyện của một người phụ nữ thứ ba. Cô ấy nói lên cái tâm trạng của mình khi mà bản thân cô ấy đang là một người thứ ba và cảm thấy bức xúc vì xã hội, vì dư luận, hoặc là những người khác nhìn cô ấy với một cái ánh mắt quá là khắt khe, quá là cay nghiệt bạn nhé. Chúng ta cùng chia sẻ câu chuyện của cô ấy như sau. Mấy hôm nay tôi theo dõi những cái chương trình ở trên đài truyền hình về tình yêu và không hiểu tại sao tôi lại biết đến kênh của bà, kênh Sóng Tình Yêu GB. Tôi vào và xem tất cả những cái chương trình nói về người thứ ba và người vợ. Tôi thấy mọi người tranh cãi nhau rất là gay gắt về thái độ của người thứ ba. Và rồi tôi thấy tất cả những cái lời comment đều là lên tiếng coi thường, chửi rủa, sỉ vả, bêu xấu người thứ ba. Và có những người cũng đã gọi chúng tôi, những người thứ ba như tôi, bằng những cái từ chẳng có gì hay ho hết: kẻ phá hoại gia đình của người khác, kẻ giật chồng, kẻ cướp đi cha của những đứa nhỏ. Tôi cũng là một người thứ ba đây, và tôi không phải là muốn khoe chiến tích hay là muốn thể hiện bản lĩnh của mình mặt dày hay trơ trẽn gì hết, nhưng tôi muốn nói ra những cái điều khi mà các bạn còn biết phân biệt sự trắng đen, chứ không phải là cái kiểu muốn giấu tất cả những điều xấu của mình không cho ai hay. Tôi cảm thấy những cái dòng nhận xét về người thứ ba hoàn toàn chưa có phải là sự thật, nên tôi muốn nói, lên tiếng nói để bênh vực người thứ ba. Và có những người thứ ba rất là đáng thương, rất là vô tội và đáng được mọi người thương cảm. Tôi biết rằng khi mà bản thân mình nhận là người thứ ba thì có rất là nhiều lời chỉ trích, ném đá, chửi bới. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, tôi cũng muốn nói lên một sự thật. Một sự thật người trong cuộc mới có thể hiểu được và sáng suốt được. Và nói chung, tôi muốn nói lên tiếng nói của người thứ ba phải thật là công tâm, phải được công bằng và được mọi người nhìn nhận. Tôi khẳng định một lần nữa là tôi đang là người thứ ba, nhưng tôi không hề phá hoại gia đình của ai hết. Tôi không phải là kẻ cướp chồng của những người vợ, và tôi cũng không cướp cha của những đứa nhỏ. Bởi thực tế, tôi và anh ấy hoàn toàn yêu nhau không phải vì một phút bồng bột nông nổi, không phải vì kinh tế, mà cũng không phải vì những cái điều gì tương tự như vậy hoặc là mang mục đích trao đổi, mà chúng tôi có những cái tình cảm yêu nhau một cách thật chân tình. Dù muốn hay không, không ai công nhận cho tôi điều đó, thì tôi cũng cảm thấy giá trị hạnh phúc của bản thân mình trong cuộc tình của tôi và anh. Và những người trong cuộc mới có thể thực sự thấm đẫm những cái năm tháng trải dài cùng nhau, bên nhau hạnh phúc như thế nào mà thôi. Nếu mà nói rằng những người vợ xem người thứ ba là người đã gây ra sự tan vỡ của họ, thì hãy cho tôi đặt một câu hỏi rằng cái hạnh phúc đó có thực sự còn nguyên khi tôi chưa xuất hiện không? Hay là nó đã bị rạn nứt rồi? Tại sao lại đổ tội cho người thứ ba như tôi? Tôi đâu có làm gì phá hoại hạnh phúc của các người vợ, mà tại sao mọi người lại gán cho chúng tôi những cái lời cay nghiệt đến như vậy? Tôi vẫn thường hỏi tại sao những người vợ danh chính ngôn thuận ấy lại không biết nhìn nhận lại bản thân mình, đã không biết giữ cái ngọn lửa hôn nhân. Khi mà ngọn lửa đó ở trong tay của bạn, bạn đã làm gì để cho nó tắt ngấm đi? Và tôi đến châm lên ngọn lửa tình yêu giữa tôi với người đàn ông của chồng bạn, thì bạn lại dành cái ngọn lửa đó về phía bạn. Có phải là bất công cho chúng tôi không? Khi mà ngọn lửa tình yêu của vợ chồng bạn đã hết trước khi tôi xuất hiện.
Nhiều người vẫn cho rằng người thứ ba chỉ là ngụy biện thôi, nói dối hoặc là bao biện cho những hành động của mình vô lý, ngang ngược, bất công. Bạn thử nghĩ xem, chẳng lẽ người thứ ba lại không có quyền được yêu một người đàn ông? Nhưng tôi và một số người thứ ba khác bất hạnh bởi vì tôi yêu sau, tôi đến muộn khi mà người đàn ông đã lỡ đăng ký kết hôn rồi. Và tôi vẫn tin rằng nếu người đàn ông đó chưa đăng ký kết hôn thì người đàn ông đó sẽ chọn tôi chứ không chọn những người vợ. Chúng tôi không đi cướp của ai hết mà chúng tôi tự xây dựng bằng tình cảm của chính mình. Nếu cuộc sống gia đình của bạn không còn hạnh phúc nữa thì cái gia đình, cái định nghĩa ấm êm nó đâu có tốt đẹp, nó đâu có phải là một sự phát triển toàn diện để con bạn được sống trong một cái môi trường hạnh phúc như vậy. Như vậy chẳng phải là bất hạnh lắm hay sao? Những người vợ được danh chính ngôn thuận tại sao lại cứ lấy cái lý do là người thứ ba xen vào cuộc sống hôn nhân của bạn thì bạn không được hạnh phúc, con bạn sẽ bất hạnh và bạn không dám ly hôn. Tại sao bạn lại sợ dư luận? Bạn cũng là người đang sợ dư luận như chúng tôi đúng không? Và có rất là nhiều lý do nữa để tôi phải lên tiếng bênh vực người thứ ba, bởi vì nếu cuộc sống của bạn thật sự hạnh phúc, thật sự trọn vẹn như các bạn vẫn nghĩ thì tại sao người đàn ông của bạn lại tìm đến tôi? Những người thứ ba khi mà không được người đàn ông yêu thương thì người thứ ba đâu có quyền được xuất hiện trong ngôi nhà, trong tình cảm. Nếu người đàn ông kia là chồng của bạn, không yêu chúng tôi, không có tình cảm với chúng tôi thì chúng tôi làm sao có cơ sở để yêu người đàn ông đó? Chúng tôi không hề yêu đơn phương. Người thứ ba tức là người đàn ông đó có yêu và có dành tình cảm cho chúng tôi, thậm chí là bỏ ra rất là nhiều công sức, tiền bạc và mọi vấn đề cho chúng tôi nữa. Chúng tôi được sống trong tình yêu thương, tại sao lại nói chúng tôi là cái kẻ đi cướp giật? Đi cướp tức là người khác không đồng ý mà lấy. Còn đằng này chúng tôi đến với người đàn ông đó là vì người đàn ông đó chấp nhận chúng tôi đến với họ. Tôi đâu có cướp và tôi không hề níu giữ. Nếu người đàn ông đó muốn quay trở về với bạn thì tôi xin trả người đàn ông về đó. Và nếu người đàn ông kia không có tình cảm với chúng tôi thì người thứ ba làm sao mà có cơ hội xuất hiện được? Và nếu để mà nắm giữ được chiếc chìa khóa tình yêu của riêng mình thì bản thân những người thứ ba như chúng tôi cũng có quyền được yêu và được sống với tình yêu của chúng tôi chứ. Nếu người đàn ông kia không dành tình cảm cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ trở thành những người phụ nữ đơn phương rồi. Những người vợ có hiểu điều đó hay không mà luôn luôn nghĩ rằng chúng tôi là kẻ xâm chiếm, là kẻ phá hoại. Nếu tình cảm của các bạn và chồng của các bạn vững chắc thì chúng tôi không thể bước đến được. Và người đàn ông của các bạn nếu hạnh phúc với các bạn thì đã không tìm đến chúng tôi. Vậy thì hãy cho chúng tôi một cái lời nói công bằng. Hãy nhìn nhận vấn đề là người thứ ba là người yêu chồng của các bạn sau các bạn, chứ họ không đến cướp và phá điều gì của các bạn hết. Nếu tình cảm của các bạn không còn, bạn hãy buông tay và hãy nhường cái vị trí đó cho cái người xứng đáng nhất. Đây là cái phần chia sẻ của một người phụ nữ, có thể nói là người phụ nữ thứ ba với những cái suy nghĩ của riêng mình. Câu chuyện nó có thể nói là một cái hồi lý giải không phân thắng bại với những cái lý lẽ thuộc về cá nhân, sẽ không đúng với bạn nhưng sẽ đúng với cái người mà nghĩ ra những cái điều như vậy. Nên là sống trong một cuộc sống chúng ta có nhìn đa chiều về một tình yêu và nhiều cái hướng suy nghĩ khác cho một cái câu chuyện tình yêu ba người bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe câu chuyện của mình trong ngày hôm nay và hy vọng rằng tất cả những người phụ nữ, những người có tâm sự hãy mạnh dạn gửi những cái thông tin đó đến với mình để mình có thể cùng với các bạn chia sẻ mọi điều trong cuộc sống mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những lần sau. Xin chào.